đến Old Trafford và may mắn gặp được huyền thoại Shin Vecchia. Ở trận đấu giữa Manchester United và Chelsea, mình đã được ngồi ở một khu vực rất là dễ xem. Và đặc biệt, giữa giờ giải lao, khi đi lên phía trên, mình đã bắt gặp hai huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United. Người đầu tiên đó chính là huyền thoại Brian Robson. Ông từng là đội trưởng và cũng là nhân tố quan trọng trong những ngày đầu mà Sir Alex Ferguson đến với đội bóng Manchester. Và huyền thoại thứ hai đó chính là hậu vệ người Pháp Michael Simvecce. Ông không ngồi trong phòng kính mà ngồi ở khu vực vé VIP để xem. Và thế là mình quyết định sẽ chạy đến xin giao lưu chụp ảnh. Ông cũng rất vui vẻ nhận lời chụp ảnh và còn nhắc mình có muốn là được quay phim không. Và thế là mình đã ghi lại được khoảnh khắc này, đấm tay cùng huyền thoại Manchester United. Được xem trực tiếp đã là quá tuyệt vời rồi, lại còn được giao lưu và chụp ảnh cùng huyền thoại Manchester nữa. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn nhớ bấm like, bấm theo dõi để mình lên thêm nhiều video thú vị tiếp theo nha.